Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Bộ ngoại giao Mỹ đã lên kế hoạch dự phòng trong trường hợp chính phủ đóng cửa. Trong những ngày tới, cơ quan này sẽ tiếp tục cân nhắc để quyết định những công việc nào là thiết yếu đối với an ninh quốc gia và không thể bị đình chỉ khi chính phủ đóng cửa và những công việc nào sẽ phải tạm dừng. Bế tắc ngân sách lần này được cho là xuất phát chủ yếu từ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng hòa về vấn đề thuế và chi tiêu, trong đó có gói viện trợ 24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine ngoài ra nguy cơ chính phủ đóng cửa gia tăng khi thượng viện lẫn hạ viện đang đi theo hướng trái ngược nhau trong nỗ lực nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa trường hợp xấu nhất khi không có thỏa thuận nào được thông qua trước khi bắt đầu tài khoá 2024 từ ngày 1 tháng 10 tới chính phủ mỹ sẽ phải ngừng hoạt động cho tới khi một dự luật ngân sách cho năm tới được thông qua